Ngỡ ngàng với xuất thân châm anh thế Việt của bốn cô gái bé trứng khoa Pay nhập khẩu, Jenny thuộc hàng siêu giàu còn Rose lại là tiểu thư quý tộc sang chảnh nước Úc. Theo netizen đồn đại, bốn nàng công chúa của nhóm nhạc đình đám bé trứng khoa Pay nhập khẩu đều được xếp hàng kít. Nhắc tới nhóm nhạc bé trứng khoa Pay nhập khẩu của YG, người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh bốn nàng công chúa sang chảnh tỏa sáng khí chất người người không chỉ trên sân, khấu, mà cả đời thật. Bé trứng khoa Pay nhập khẩu cũng là nhóm nhạc mà mỗi thành viên đều sở hữu những nét đặc biệt riêng với sự sang trọng và quý phái mà ít nhóm nhạc nào có được. Có lẽ, vì thế, nên từ khi ble trứng khoa pe nhập khẩu chính thức ra mắt, có vô số lời đồn thổi xoay xung quanh gia thế của các cô nàng Jenny, Rose, Lisa và Jisoo có tin đồn còn khẳng định, nếu xếp loại giàu có các thành viên trong ble trứng khoa pe nhập khẩu, thì Jisoo đứng đầu theo sau là Jenny và Rose, Lisa cả bốn thành viên đều thuộc top giàu có tiếng trong giới idol K-pop. Jenny, thiên kim tiểu thư giàu từ trong trứng nước, cư dân mạng, từng dành cho Jenny của Ble trứng khoa pe nhập khẩu nhiều cái tên mỹ miều. Trong đó không thể kể tới một biệt danh vô cùng sang chảnh. Sanen sống, có nhiều đồn đại liên quan tới gia thế của Jenny khẳng định cô nàng là thiên kim tiểu thư giàu từ trong trứng nước, hiện, tại, gia đình Jenny, đang sinh sống, tại khu phố trong đam đông quận cang nam seoul nơi được nhắc đến với tên gọi là thế giới của người giàu từ bé jenny đã được cha mẹ cho ra nước ngoài du học và cụ thể là trường trung học acg panel college ở new zealand được biết trường trung học này được xem là trường học quốc tế dành cho giới nhà giàu với học phí vô cùng đắt đỏ có thông tin đồn thổi mẹ của jenny là ceo và cổ đông của tập đoàn lớn nhất hàn quốc cjenm thông tin về bố của cô không được tiết lộ, nhưng theo nhiều nguồn tin cho hay, ông cũng giữ vị trí không phải dạng vừa. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, hai mẹ con Jenny đều khiến nhiều người ngỡ ngàng khi khoác lên mình cả cây đồ hiệu đắt đỏ. Nhiều fan hâm mộ của bé chứng khoa pe nhập khẩu còn nói đùa, rằng mẹ Jenny còn sành điệu hơn cả con gái. Jisoo, tiểu thư con nhà giàu, bố là quan, chức trong ngành truyền thông. Cũng giống như Jenny, mọi thông tin về gia thế của Jisoo cũng được giữ kín, những thông tin hiếm hoi người ta có. Được về gia đình Jisoo đó chính là gen nhan sắc cực phẩm của những thành viên trong gia đình này. Nhiều người đồn thổi, so với các thành viên trong nhóm, gia đình Jisoo được đánh giá là giàu nhất nhưng lại vô cùng kín tiếng. Có thời điểm, nhiều người đồn đại, Jisoo chính là con gái rượu của CEO đài em nét đài truyền hình quyền lực tại Hàn Quốc. Đồng thời ông còn là chủ tịch của công ty Rainbow Bridge One, công ty quản lý của MAMAMOO. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chỉ ở dạng đồn thổi mà thôi. Jisoo cũng là một trong những thành viên hiếm hoi trong nhóm được YG push mạnh kể từ khi chưa ra mắt. Cô nàng có lượng video quảng cáo hay đóng MV nhiều hơn cả so với các thành viên khác. Theo nhiều người, ngoài nhờ nhan sắc xinh đẹp của Jisoo, thì một phần lớn cũng do hậu thuẫn gia đình quá mạnh phía sau. Rose, tiểu thư quý tộc của nước úc, so với hai thành viên Jennie và Jisu, gia thế của Rose lại càng bí hiểm hơn bởi cô nàng sinh và sống tại Úc. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Rose cũng cảm nhận được sự quý tộc của cô nàng nước Úc. Theo nhiều thông tin đồn đại, Rose sinh ra trong một gia đình có truyền thông lâu đời. Cha cô là luật sư nổi danh nước Úc, được nhiều người kính trọng còn mẹ là CEO của một tập đoàn chuyên về thiết kế. Từ nhỏ, Rose đã được bố mẹ giáo dục vô cùng tỉ mỉ, định hướng đi theo còn được nghệ thuật chính. Vì thế, Rose được cha mẹ cho học nhạc cụ từ rất nhỏ. Bản thân Rose cũng từng theo học tại trường quốc tế Canterbury Girls College với học phí cao ngất ngưởng. Lisa, nàng tiểu thư người Thái có ông bố dượng siêu nổi tiếng. Nếu so với những người chị cùng nhóm, thì Lisa có vẻ bình dân hơn, nhưng tất nhiên xét về độ giàu có và quyền lực cũng không hề kém cạnh. Không có nhiều thông tin đồn thổi về gia thế Lisa, nhưng chỉ riêng những thông tin được chia sẻ công khai cũng đủ biết gia đình cô nàng không phải dạng vừa, cha mẹ Lisa đã ly li hôn và bố dượng cô chính là Marco Brusaville, được biết đến rộng rãi với cái tên siêu đầu bếp Marco Masterchef Marco. Marco là người Thụy Sĩ, hiện, tại, đang là chuyên gia về ẩm thực Thái Lan. Ông, từng, được Hiệp hội Đầu Bếp Thế Giới trao tặng danh hiệu siêu đầu bếp toàn cầu Global Masterchef. Lisa, từng theo học, tại trường quốc tế Prafamongchi High International School. Được biết trường học này còn sở hữu mức học phí cao hơn cả trường của Genier và Rose thực hư của những tin đồn này là gì thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới có câu trả lời nhưng có một sự thật không thể chối cãi là cả bốn thành viên của nhóm nhạc xếp hàng nhất nhì xứ hàn này đều sở hữu khí chất sang chảnh mà ít gơ grơ nào có thể có được dù nỗ lực tới đâu đừng im lặng hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại